to my favorite person in the world. Thank you for existing in this lifetime. I know it's late to know each other, even though we met each other for a long, long time. But you know what? It doesn't matter to me. Right person always come at the right time, right? Thank you for being the most patient, understanding, love, caring, and funny human being that you are. You know so well about me. You know that I'm not an easy person to fall in love. I know I'm a very picky person. I'm a chronic overthinker. You know all of this, but you still fall for me. Thank God. But if I'm in love with you, I can promise you with all my heart that you will be loved with so much passion and so much intensity. Thank you for loving me and accepting the person who am I today. I look forward to our future uphold and let build a great memories and time together. Eyes locked, can't take them off you. Yeah, I got the best view this side of the wind. You are a lighthouse when I'm drifting off course, and the heart of the great storm keep pulling me in. Wherever you troublesome one growing up. My God. Các con đến đây để tình yêu của các con được Thiên Chúa đóng ấn trước mặt đại diện hội thánh và cộng đoàn. Thực vậy, Chúa Kitô rộng rãi chúc phúc cho tình yêu này, và Chúa đã dùng bí tích đặc biệt làm cho các con được phong phú và kiên cường, để các con luôn trung tín với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân. Cũng như chính Người đã dùng phép thánh tẩy để thánh hiến các con, bởi đó trước mặt hội thánh trao hỏi ý kiến các con. Vinh Sơn Liêm, Nguyễn Hoành Tráng và Teresa Trần Thị Thi Đan, các con có tự do và thực lòng đến đây để kết hôn với nhau không? Thưa có. Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa có. Các con có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái mà Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Chúa Kitô và Hội Thánh không? Thưa có. Vậy bởi các con đã quyết định kết hôn với nhau, các con hãy cầm tay nhau và nói lên sự ưng thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh Người. Em là Maria Teresa Trần Thị Thi Đan, nhận anh Vinh Sơn Liêm Nguyễn Hoàng Tráng làm chồng, và hứa sẽ giữ lòng trung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh suốt đời em. Anh là Vinh Sơn Liêm Nguyễn Hoàng Tráng, nhận em Maria Teresa Trần Thị Thi Đan làm vợ, và hứa giữ lòng trung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em suốt đời anh.
Hi Dan, anh hy vọng rằng em thích bữa tiệc ngày hôm nay. Anh đã cố gắng rất nhiều để hy vọng được những cái kết quả, những video có thể em nhìn được. Và anh biết rằng là anh hiện tại đang là một con số không tròn trĩnh. Anh cảm ơn em vì tất cả em đã đến với anh, em đã chấp nhận anh những ngày vừa qua. Cảm ơn em đã welcome anh vào trong gia đình của em. Anh yêu em.